Trời ơi, sao căn hộ này gì kỳ vậy tươi? Mà là kỳ nào mới mua được. Ngày hôm nay Cẩm Tươi và Trường Ái sẽ giới thiệu đến anh chị căn hộ 86m², 2 phòng ngủ và đặc biệt 2 ban công luôn nha. Với căn này á, chủ đầu tư sẽ bàn giao đó là tủ bếp trên, tủ bếp dưới, những thiết bị như là máy hút mùi, bếp từ đến từ thương hiệu Bosch của Đức á anh. Và thêm là bồn rửa hai ngăn này luôn. Bếp sẽ liên thông với lại lô gia và sẽ có thêm một cái hệ thống nóng lạnh. Rồi bây giờ mình sẽ ra khu vực phòng khách nha. Và đây là khu vực phòng khách đúng không tôi? Dạ đúng rồi. Cũng rất là rộng rãi nè, bề ngang như thế này nó khoảng 3m rưỡi nè. 84, 32, 32. Chủ đầu tư sẽ bàn giao đó là đèn trần và máy lạnh cho tất cả các phòng luôn á anh. Và cái điều đặc biệt ở đây lúc hồi nãy là anh đã thắc mắc rồi. Căn này hai phòng ngủ nhưng nó được bố trí hai ban công. Và cái ban công này nó có khu vực băng ghế ở đây nè, nhìn thấy rất là đặc biệt. Những gia chủ không thích trồng hoa thì họ có thể liên thông đi được luôn. Dạ, tiếp theo bây giờ đi vào trong phòng ngủ master đi em. Dạ. Wow, cái phòng ngủ này nó sẽ có thêm một cái ban công là liên thông với lại phòng khách hồi nãy đúng không anh? Đúng rồi đó em. Và cái khu vực cửa lùa bên đây nè, ba cánh và nó có thêm một cái bay window nhìn rất là sang trọng. Với cái căn phòng ngủ ở đây á, thì sẽ có thêm một cái phòng vệ sinh chung đúng không anh? Em vào đây em xem. Sự sang trọng giống như theo một cái tiêu chuẩn 5 sao và có bồn tắm nằm thương hiệu Duravit. Và đây là phòng ngủ nhỏ, có bay window, cửa sổ kính full chữ L nhìn rất là rộng rãi với chiếc view nhìn thẳng xuống cái công viên nội khu. Tạo cảm giác cho gia chủ đón được ánh nắng nè, ánh sáng từ bên ngoài vào trong căn hộ. Nhà này anh chị có thấy kỳ hay không? Hãy để lại bình luận phía dưới. Cẩm Tươi và Trường Ái sẽ luôn có mặt để tư vấn cho quý anh chị. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.